Ngày 21 tháng 5 năm 2018, phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Mares Jalevsky làm tân sứ tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Mares Jalevsky, người Ba Lan, năm nay 55 tuổi, từ 4 năm nay là sứ thần tòa thánh tại các nước Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu. Ngài sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augusto, Ba Lan, theo học thần học tại Đại chủng viện giáo phận Lomja và thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 5 năm 1989. Hai năm sau, năm 1991, cha được gửi tới trường ngoại giao tòa thánh, đồng thời học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1995. Cha nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1 tháng 7 năm 1995 và cha lần lượt phục vụ tại các sứ quán Tòa Thánh tại các nước và nhiệm sở Cộng hòa Trung Phi từ năm 1996 đến 1998. Sứ bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại New York từ năm 1998 đến năm 2001. Tại Anh Quốc từ năm 2001 đến 2004. Tại Đức từ năm 2004 đến 2008 tại Thái Lan từ 2008 đến 2011, tại Singapore từ 2011 đến 2012 và tại Malaysia 2012 đến 2014. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco thăng tổng giám mục hiệu tòa Africa và làm sứ thần tòa thánh tại Zimbabwe. Cha Marek Chalewski được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, truyền chức giám 1 vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Long Già. Ngài thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục Mares Jalewski, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Chirali, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam từ 2011 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017 rồi được bộ làm sứ thần tòa thánh tại Israel, đảo Cyprus, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine.